Thưa quý vị, 4.000 đồng với người dân thành phố thì có lẽ là không lớn, nhưng với người dân ở nông thôn thì đó là số tiền không hề nhỏ. Và điều đáng nói ở đây là số tiền ấy không phải dùng để mua thực phẩm mà để mua nước uống, và càng đáng nói hơn khi không phải nguồn nước ở địa phương thiếu thốn hay là khan hiếm, mà vì một công trình thủy lợi đang được thi công trên địa bàn. Hãy cùng phóng viên của Nông thôn Chuyển động về xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc của tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu cụ thể hơn về câu chuyện này. Hơn 2 năm nay, gia đình chị Điệp và hàng trăm hộ dân tại xã Nguyệt Ấn phải chịu cảnh đi mua nước. Trung bình mỗi tuần, chị mua 2 xe nước với 200.000 đồng. Số tiền không hề nhỏ với người dân vùng núi nơi đây. Thì là mình thì hai ngày lại mua lần. Có ngày một ngày mua lần. Nước thì không có nước thì mình phải đi mua thôi. Cũng là tốn kém cho dân. Đang nhờ nhà nước, chính quyền giúp đỡ cho dân thôi. Ở xã Nguyệt Ấn, nghề bán nước sinh hoạt được coi là nghề hot. Trung bình, chủ xe nước này có ngày phải chở hơn 30 xe để giao cho các hộ dân trong vùng. Việc vận chuyển nước diễn ra nhộn nhịp bất kể ngày hay đêm. Như thế này, bình quân như này là xe như này là 100 một xe. Nói chung là nó vào thời điểm mà khô hạn thì nó cũng vô cùng lắm. Không có thể là mình cũng không nói chứ điều gì cả. Bởi vì nước thì bây giờ ở khu vực này là không còn hẳn rồi. Kể cả nguồn nước khoan thì giếng đào thì không có rồi. Nguồn nước khoan thì cũng chập chờn mà nước là rất ô nhiễm bẩn. Thế là mình đi mua. Gia đình anh Quỳnh đã bỏ ra hàng chục triệu đồng quyết tâm khoan giếng mới với hy vọng sẽ có nguồn nước ổn định lâu dài. Đây là chiếc giếng thứ 3 anh thuê thợ về khoan. Nhưng có lẽ việc tìm nguồn nước ngầm cũng chứa nhiều may rủi. Bởi 2 lần khoan giếng nước, mặc dù đã đào sâu hơn 40 mét đất nhưng chẳng thấy nước đâu. Những cái giếng khoan lần trước là đa số là nó cứ tự nhiên nó mất nước thôi. Nó mất nước hoặc là nó bùn quá nó không dùng được. Tại vì bây giờ là nước là nó ở dưới đất mà, mình thì khoan là cũng lấy may thôi. Tính đến thời điểm này, có đến 7 thôn trên địa bàn xã Nguyệt Ấn với hàng nghìn hộ dân đang chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Điều đáng nói, tình trạng này chưa một lần xảy ra cho đến khi hệ thống thủy lợi qua đây. Vâng, và chắc hẳn thì quý vị cũng như là tôi cũng đang đặt ra một câu hỏi là nguyên nhân của cái việc mà thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng trên địa bàn của xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa là như thế nào? Vâng, đó chính là do hệ thống thủy lợi trên Bắc Sông Chu, Nam Sông Mã. Và đây là thuộc dự án hồ chứa nước Cửa Đạt được thi công và xây dựng vào năm 2011. Dự kiến khi mà công trình này đi vào hoạt động thì có chức năng đó là cung cấp nước tưới cho hơn 31.000 hecta đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho rất là nhiều địa phương hạ nguồn của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên thực tế là người dân của huyện Ngọc Lặc lại không được hưởng lợi từ dự án này. Và cuộc sống của người dân không chỉ đảo lộn vì mất nước sinh hoạt, mà nước dành cho sản xuất cũng như là sự an toàn của các ngôi nhà thì cũng đang rất báo động. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Từng mảng tường nứt toác, thậm chí cánh tay người có thể đút lọt. Như một cách để che đi sự sợ hãi, chủ nhân của ngôi nhà này chống đỡ bằng cách kê gạch và chắp vá bằng những tờ giấy vụn vào chỗ hở. Trước khi nổ mìn thì không nứt gì cả, nhưng mà khi bắt đầu nổ mìn thì nhà chú cứ từ từ nứt dần ra. Thì bọn chú vẫn có đơn gửi, thậm chí là gửi cả Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, gửi cả Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh và gửi Chủ tịch Ủy ban nhân huyện. Nhưng mà các cơ quan thì đều có hứa, tức là cũng không được thực hiện. Không chỉ ngôi nhà của ông Hào bị tàn phá khi kênh thủy lợi gây ra, mà hơn 350 ngôi nhà khác tại xã Nguyệt Ấn cũng bị ảnh hưởng. Trong đó hơn 30 ngôi nhà khác của hộ dân sau khi di rời để nhường đất cho dự án cũng chịu chung số phận. Bức xúc, xen lẫn lo âu luôn là câu chuyện thời sự tại vùng quê vốn yên bình này. Đấy thì là tôi làm nhà mới ổn định thì kênh mương bắt đầu vào làm thì từ khi kênh mương làm bắt đầu xong thì xảy ra tình trạng là nứt nhà cửa rồi là mất nước. Khi công trình thủy lợi thi công qua địa phận xã Nguyệt Ấn, với tầng địa chất cao hơn, đơn vị thi công đã phải đào kênh sâu hàng chục mét. Vì thế, với chiều dài 7 km qua địa phận xã, chúng biến thành cái giếng hút hết mạch nước ngầm xung quanh. Kéo theo đó, nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân đã không thể canh tác vì ruộng bị sụt lún nghiêm trọng. Từ hôm mà hát phát có phát hiện ra là mấy cái hố đây là không có dám trâu bò mà chú ra đây đi cày cải thiện
đất đai để mà làm màu là không có dám cho ra đây này. Về theo cái sụt lún này là nó gồm có hai thôn, thôn Minh Thạch và cái thôn Làng Nán ấy. Ngoài cái nước sinh hoạt ra là cái nước phục vụ sản xuất ấy, là rất khó khăn. Bây giờ là bà con đang phải trồng, chuyển sang trồng cái cây màu khác. Nhưng mà để mà tưới thì cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên là gần kênh nhưng mà để mà cái phương tiện phục vụ cho tưới thì lại chưa có. Rõ ràng dự án thủy lợi được xây dựng qua địa bàn nhưng người dân lại không được hưởng lợi. Hơn 2 năm nay họ phải sống trong cảnh lo sợ mỗi lần ra đồng. Bởi ruộng có thể sụt lún vào bất cứ lúc nào. Vâng, và cũng cần phải nói thêm là không chỉ thiếu nước uống mà nơi ăn chốn ở của người dân nơi đây cũng như là sinh kế đang bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Các phóng viên của Nông thôn Chuyển động đã trực tiếp trò chuyện với các hộ dân nơi đây để họ giải bày tâm tư, nguyện vọng của mình. Thưa bà Nga, bà có thể cho biết được rằng là cái tình trạng nhà cửa bị nứt toác cũng như là ảnh hưởng đến cái đời sống sinh hoạt của gia đình mình đã diễn ra lâu chưa? Đã như thế là từ khi làm kênh đến giờ là chúng tôi là mất nước. Từ khi sống mà ngàn đời không mất nước mà nay cái kênh xuống những mười mấy mét nên chúng tôi mất nước. Mà hàng ngày là phải thuê xe công nông, là gia đình mà đông người là hết 70.000 tiền thuê nước chở để nước đến nhà để mà dùng. Mà trong khi đó dùng thì phải dùng tiết kiệm. Nước rửa đãi gạo rồi rửa rau rồi để dồn nước lại để đổ bồn cầu. Cho nên là đời sống sinh hoạt chúng tôi là rất cơ cực. Rõ ràng là những cái ảnh hưởng đến người dân khi mà dự án đi qua là không hề nhỏ đúng không ạ? Thưa ông Nhung, thì ông có thể chia sẻ là tại thôn mình thì hiện nay có bao nhiêu hộ dân đang bị ảnh hưởng bởi dự án thủy lợi này đi qua? Khi mà cái dự án thủy lợi đi qua và đơn vị thi công cái công trình kênh mương này ấy, thì hầu như là 100% là bị ảnh hưởng, mất nước và nứt nhà nứt cửa. Đến hiện tại bây giờ thì có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng, nứt móng, nứt tường, phải rất là nguy hiểm. Và trong cái số bị ảnh hưởng nặng nhẹ khác nhau, nhưng mà hầu như là 100% số hộ dân trong làng bị ảnh hưởng. Vâng, thưa ông Đức, dự án thủy lợi đi qua trên địa bàn xã mình thì ông có thể thống kê bao nhiêu thôn, bao nhiêu làng của địa phương mình đang hứng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cái dự án này? Đối với cái dự án kênh Bắc Sông Chu Nam Sông Mã mà sau khi mà tiến hành thi công từ tháng 3 năm 2015 đấy và tiến hành các biện pháp bằng nổ mìn, phá đá rồi máy móc lớn để đào, phá đá để xây dựng kênh đấy, thì hiện nay có 349 hộ và 6 thôn bị ảnh hưởng trực tiếp về nhà cửa. Đấy, đó là 6 thôn ở khu trung tâm và đặc biệt là cái khu này khu rất chi là đông dân cư. Đấy, rồi là ảnh hưởng đến sinh hoạt, nước sinh hoạt. Đấy, cho nên là cái cuộc sống của nhân dân hiện nay là đảo lộn rất là nhiều. Hàng ngày là phải đi lo nước để sinh hoạt, để đảm bảo cuộc sống. Đấy. Thứ hai là một số hộ hiện nay có cái nguy cơ nó mức độ thiệt hại nó nặng thì cũng phải lo để đảm bảo về an toàn về tính mạng. Ví dụ như phải đề phòng, hàng ngày phải đề phòng để theo dõi các vết nứt nó diễn biến như thế nào, rồi chống đỡ các vết nứt đó để đảm bảo an toàn cái cuộc sống và cái tính mạng của con người ở trong cái ngôi nhà đó. Vâng, thưa quý vị, xin được nói thêm là đoạn thi công qua xã Nguyễn Ấn do mặt bằng là đất đá nên là đơn vị thi công ở đây phải nổ mìn để phá đá khiến ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm nhà dân. Điều đáng nói là việc chọn phương án nổ mìn ngay sát khu dân cư thì lại không nhận được sự đồng thuận từ phía người dân. Hậu quả xảy ra thì chúng ta đã thấy rồi. Vậy thì cái quá trình nổ mìn này có đúng quy định hay không? Và trách nhiệm thuộc về ai thì đến nay không được làm thỏa đáng cho người dân địa phương. Tính tới thời điểm này, trên địa bàn xã Nguyệt Ấn có hơn 400 nhà dân bị ảnh hưởng, vẫn chưa thể khắc phục. Theo người dân, hậu quả này xảy ra khi đơn vị thi công nổ mìn phá đá. Điều đáng nói, nó chỉ cách khu dân cư vài chục mét. Nhìn thấy nói chung là nhà cửa thì nứt rất là nhiều, trần nứt, dầm cửa thì gãy, rồi nền móng sụt lún, hầm vệ sinh cũng hư luôn, nhà đó nứt như thế này không, nói chung là không khắc phục được. Dự án hợp phần kênh Bắc Sông Chu Nam Sông Mã thuộc dự án hồ chứa nước Cửa Đạt do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Thủy lợi 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Tổng dự toán hơn 4.300 tỷ, được khởi công từ năm 2011. Theo đó, có hơn 7 km chiều dài con kênh chảy qua địa phận xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc cho rằng phương án nổ mìn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp phép. Mặc dù phương án này không nhận được sự đồng thuận từ người dân. Chắc chắn là lúc mà xác định là phải phương án nổ mìn thì chắc chắn rằng cũng các ngành chức năng, kể cả tỉnh,
cũng như huyện đã dự báo được là nó sẽ ảnh hưởng đến tới các hộ dân. Tại vì thật ra ví dụ như giả sử mình có nổ mìn cách đây 100 mét thì nhà mình cũng bị ảnh hưởng, thì cũng đã cảnh báo được, đã dự đoán dự báo được cái theo mình nghĩ là dự báo được rồi. Theo quy định, sử dụng mìn phá đá trong thi công các công trình thủy lợi phải đảm bảo yếu tố khoảng cách tác động đến dân cư tối thiểu là 145 mét. Rõ ràng những đơn vị liên quan biết có ảnh hưởng nhưng vẫn làm liều. Câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của đơn vị thẩm định ở đây như thế nào khi đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ký quyết định lựa chọn phương án nổ mìn. Nói như vậy có nghĩa đơn vị của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã không giám sát quá trình thực hiện thi công dẫn đến hậu quả như hiện nay. Tính đến thời điểm này, đã 3 lần ngành chức năng từ huyện tới tỉnh Thanh Hóa kiểm kê, đánh giá thiệt hại nhưng vẫn chưa xong. Hơn 2 năm qua, người dân vẫn phải sống trong lo âu, hệ lụy mà công trình này mang lại. Vâng, và cũng xin được nói thêm với quý vị và các bạn, phản ánh với kênh VTC16, rất nhiều người dân ở xã Nguyệt Ấn họ cho rằng là họ đang vô cùng mong muốn các cấp chính quyền cùng vào cuộc để xử lý dứt điểm vấn đề này, bởi họ đã phải chịu đựng ngoài khả năng của mình từ rất lâu rồi. Vâng, và có thể nói là thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là vấn đề này sẽ sớm được giải quyết để người dân có thể an cư lạc nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương họ. Vâng, và toàn cảnh về vấn đề này thì chúng tôi sẽ phản ánh trong chương trình Chuyện của làng được phát sóng vào lúc 10:30 phút thứ Bảy ngày 10 tháng 11 sắp tới. Mời quý vị quan tâm cùng theo dõi. Vâng, và đến đây thì thời lượng của chương trình Nông thôn Chuyển động cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.